Chú chào ba con nha. Dạ. À, ba con tên là gì? Dạ, con tên Nguyễn Thị Minh Hiếu. Nguyễn Đình Thuận. Còn con trai? Bé nhỏ tên gì đây? Nguyễn Đình Huệ. Hiếu là chị cả hả? Dạ. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 16. 16 tuổi? Dạ. Hôm nay là con cùng với hai em. Dạ. Về đây nhờ các chú là tìm ai đây? Dạ, con muốn các chú tìm mẹ con. Tìm mẹ? Dạ. Ba con là quê quán ở đâu? Dạ, ở Đơn Dương, Lâm Đồng. Lâm Đồng, đi dạ. Xa xuống đây lắm hả? Dạ. Các con đi hồi nào đây? Đi về. Đi từ lúc mấy giờ? Dạ, con đi từ hồi tối. Tối hôm qua cơ dạ. Hả? Con đi về đây cùng với lại cô đúng không? Dạ. Cô với lại chú đúng không? Dạ. Mẹ con họ tên đầy đủ là gì? Dạ, Trần Thùy Di. Trần Thùy Di, dạ. Mẹ con năm nay nhiêu tuổi rồi con biết không? Dạ, mẹ con 37 tuổi. 37 hả? Dạ. Mẹ bỏ đi ngày nào đây? Dạ, ngày 4 tháng 12 năm 2023. Trời đất ơi, ngày 4 tháng 12 dạ. năm 2023 dạ. là ngày dương lịch đúng không? Dạ. Hôm nay là ngày 20 tháng 6, nửa năm trời rồi. Mẹ đi đâu các con có biết không? Dạ, mẹ con chỉ biết là đi làm ở Bình Dương thôi. Dạ, con mẹ ở đâu thì con không biết. Vậy là mẹ bỏ các con đi. Dạ. Ba và mẹ còn sống với nhau không? Dạ, từ lúc mà con lớn tới giờ thì mẹ có. Nhưng mà hả? Từ lúc mà mẹ con đi thì không hả? Dạ. Cái lúc mẹ ở nhà là mẹ có sống chung với ba không? Dạ có. Ba với mẹ có cãi lộn nhau không? Dạ không. Không hả? Dạ. Con có biết lý do sao mẹ bỏ đi không? Dạ không. Không hả? Dạ. Mẹ là mẹ chỉ biết là mẹ đi làm ở Bình Dương. Dạ. Sao con biết ở Bình Dương? Dạ con về công an á, công an báo nha. À vậy hả? Dạ. Ngày mẹ đi là mẹ có mang theo quần áo đi không con? Dạ không, không cầm bộ nào. Vậy là đi nửa năm trời là không có gọi điện về cho các con. Dạ. Trời đất ơi, ba đứa con cưng như thế này, dễ thương như vậy mà đành lòng nào bỏ đi. Mẹ con là quê quán ở đâu? Dạ, ở Cà Mau. Cà Mau. Dạ. Còn ba con? Dạ, ba con ở Lâm Đồng. Lâm Đồng, gốc Lâm Đồng luôn hả? Dạ. Trời đất ơi. Chú biết là hôm nay ba con có về đây với các con, nhưng vì một cái lý do gì đó nên mà ba không thể vào đây được. Dạ. Chú thấy hoàn cảnh của ba đứa con thật sự rất tội nghiệp, nên mà chú giúp ba đứa con để tìm mẹ. Con giờ con là chị đầu. Dạ. Con là 16 tuổi đúng không? Dạ. Con học hết lớp mấy đây? Dạ, con xong lớp 7 con nghỉ. Sao con nghỉ sớm vậy? Dạ, tại gia đình thiếu điều kiện. Nghèo hả? Dạ. Trời đất ơi. Bản thân con vẫn thích đi học đúng không? Dạ. Nhưng mà hoàn cảnh nên con phải nghỉ học hả? Dạ. Ba mẹ, cái hồi mà mẹ chưa bỏ đi là ba mẹ làm công việc gì? Dạ, ba con làm thợ thạch cao. Còn mẹ? Dạ, còn mẹ con đi làm livestream. Là đi nấu đồ ăn này kia hả? Dạ, đi phụ đóng cà. À, cà ri bơ đồ này kia hả, phải không? Dạ, dạ. Không có đủ điều kiện cho các con đi học hả? Dạ. Còn con trai tên gì đấy? Con Nguyễn Đình Thuận. Con nói lớn lên cho chú nào. Con Nguyễn Đình Thuận. Con còn đi học không? Dạ không. Ôi trời đất ơi. Con trai là mấy tuổi rồi? Dạ 10 tuổi. 10 hả? Dạ. Con học được lớp mấy đây? Dạ lớp 4. Lớp 4 là phải nghỉ hả? Dạ. Là cũng gia đình không có điều kiện. Dạ. Con có thích đi học không? Dạ có. Ôi trời đất ơi. Thật sự khi mà nghe bé kể thật sự em rất buồn cô chú anh chị ạ. Em không hiểu sao là bậc làm cha làm mẹ mà không hiểu sao tới giờ phút này công việc vẫn ổn định mà con thì bé thì học lớp 4 và một bé thì học lớp 7. Các bé thì rất thích đi học nhưng mà lại phải dừng lại việc học với một cái lý do là gia đình điều kiện. Mà tới giờ phút này thì một người mẹ, đặc biệt người mẹ này là một người mẹ trẻ 37 tuổi nhưng mà tới giờ phút này là bỏ đi nửa năm trời rồi và chưa biết đi đâu, về đâu và như thế nào. Hôm nay là ba đứa con là phải lặn lội một quãng đường rất xa từ Lâm Đồng để về Bình Dương, mấy trăm cây số lận, để nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm. Thì thật sự đây là một câu chuyện rất tiếc rằng là các bậc làm cha làm mẹ thiếu quan tâm tới con và đặc biệt rằng là không có trách nhiệm với con. Mẹ đi như vậy con có nhớ mẹ không? Dạ con nhớ. Con đang sợ nhất là mẹ con đi lần này là
Có gặp điều gì bên ngoài không? Con có sợ không? Dạ con sợ. Con có mong mẹ về không? Dạ có. Con nói chuyện với mẹ đi, con tâm sự với mẹ đi. Mẹ ơi, về với con đi. Dạ, nếu mẹ coi được cái này thì con mong mẹ về với tụi con. Tụi con nhớ mẹ nhiều. Thật sự rất đau lòng cô chú ấy, cô chú anh chị ạ. Em không hiểu sao mà chị gái này đành lòng nào mà có cái chuyện gì mà lại bỏ ba đứa con, đặc biệt là ba đứa con thơ. Khiến cho các bé hiện tại bây giờ phải dừng hết việc học để mà đi đâu đó. Em biết rõ cái nguyên nhân và lý do, nhưng mà vì có các bé ở đây, tuổi đời còn rất nhỏ, em không tiện chia sẻ. Bởi vì khi về đây thì gia đình cũng như là chồng của chị này, người thân có chia sẻ hết rồi. Anh em muốn cái chuyện này là không muốn chia sẻ lên cộng đồng mạng. Bởi vì em sợ rằng là ảnh hưởng tới các bé rất nhiều, đặc biệt là bé gái. Anh em rất mong muốn rằng là chị gái, chuyện của chị như thế nào thì bản thân chị là người rõ nhất. Nên mong rằng là chị xem được video này, chị hãy suy nghĩ lại, hãy thương các con. Nếu không còn thương chồng mình nữa thì hãy thương các con, đặc biệt là ba đứa con thơ. Bây giờ là ba đứa đang khóc rất là nghẹn ngào. Thật sự bản thân em ngồi đây em cũng đang kiềm chế rất nhiều. Con gái, con trai khóc nghẹn lòng để đi tìm mẹ. Mà đặc biệt mẹ nở lòng nào, mẹ vì cái hạnh phúc riêng, vì một cái điều gì đó để mà mẹ đánh đổi, mẹ bỏ các con. Có thể bỏ chồng, mẹ có thể bỏ chồng, nhưng làm ơn đừng có bỏ các con. Bởi vì con là mình đất ruột mình đẻ ra. Mình phải có trách nhiệm với các con, phải nuôi các con được ăn học đàng hoàng, được thành người đủ tuổi, 18 tuổi trưởng thành. Đừng có vì một cái điều gì đó bên ngoài mà nỡ lòng nào bỏ các con thì tội nghiệp các con lắm. Bé lớn thì khóc, bé thứ hai cũng khóc nghẹn ngào, còn bé nhỏ thì hồn nhiên chưa biết gì nhưng bây giờ rất buồn. Con trai nhớ mẹ không? Dạ có. Con nói mẹ ơi về với con đi. Dạ có. Chú được biết là con có bệnh hả? Dạ. Con bệnh gì đây? Cơn bệnh chân con. Bệnh. Khổ quá cô chú anh chị ơi, em chưa từng gặp cái trường hợp nào mà như cái trường hợp này luôn. Thật sự rất thương ba đứa nhỏ. Bây giờ là con gái đi làm rồi hả? Dạ. Con đi làm lâu chưa? Dạ cũng lâu. Mấy năm rồi con gái? Dạ thứ con nghỉ học. Mấy năm? Dạ 4 năm. 4 năm rồi, 16 dạ. Tuổi vậy là 12 tuổi đi làm rồi. Dạ. Con làm công việc gì đây? Dạ lúc mẹ còn thì con cũng đi phụ đóng cà với mẹ. Trời đó là công việc đó cực khổ không con? Dạ cực nặng lắm. Nặng đúng không? Dạ. Nhưng vì thương các em, thương gia đình đúng không? Đúng giờ cái tuổi của con là cái tuổi này là đang tuổi ăn, tuổi học con ạ. Tuổi được cha mẹ chăm sóc lo lắng. Nhưng tiếc rằng con là người chị hai mà con phải nghỉ học vì lý do là gia đình không có điều kiện để mà con đi làm, con phụ gia đình nuôi em. Đặc biệt bây giờ lại con bé mới 10 tuổi mà học lớp 4 là phải dừng rồi. Đó là cái điều đáng tiếc. Rồi thì các con, cái trường hợp của các con thì các chú ghi nhận sẽ giúp đỡ gia đình nhà mình hoàn toàn miễn phí con nhá. Cố gắng nha, cố gắng chăm em trong cái thời gian này. Chú hy vọng rằng là mẹ của con xem được video này, sớm suy nghĩ lại để quay trở về với các con. Nếu mẹ không thương ba nữa thì cũng phải thương các con. Bởi vì các con là máu mủ ruột già của mẹ đẻ ra mà. Không có cha mẹ nào là không thương con hết. Nhưng mà chú đang nhìn nhận một cái vấn đề rằng là mẹ của con là thiếu trách nhiệm với các con. Nhưng mà chú vẫn mong rằng là mẹ con suy nghĩ lại để mà sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Các con có đồng ý cho các chú đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm mẹ về cho các con không? Dạ có. Khổ chưa kìa, bé út là thương chưa kìa. Cố gắng nha con gái nha. Dạ. Về cố gắng chăm em nha. Dạ. Em hay em cũng phải nghe lời chị hai nha. Dạ. Ngoan ngoãn nha, chú hy vọng một ngày gần nhất thì mẹ của con sẽ thức tỉnh. Dạ. Để mà sớm quay trở về đoàn tụ với lại các con nha. Dạ. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy chị gái như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như là khuyên chị gái sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Nếu không thương chồng thương con là thì về. Nếu không thương chồng là thì về giải quyết chuyện với chồng. Còn con là đặc biệt là phải thương. Bởi vì con mình là mình sinh ra mà sao lại không thương được. Trong khi đó là mấy đứa nó còn nhỏ lắm chị ạ. Nên mà chị mong rằng là chị hãy suy nghĩ lại đi. Máu mủ ruột già của chị sinh ra, chị phải có trách nhiệm với các con của chị. Nên mà mong rằng là chị sớm quay trở về để chăm lo cho ba đứa con. Dạ thưa cô chú anh chị, thì rất mong video này được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa. Hy vọng một ngày gần nhất thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được chị gái này để khuyên chị gái này sớm quay trở về. Và theo như thông tin gia đình được biết rằng là chị gái này đang
ở trong trong ở khu vực Bình Dương. Và đặc biệt rằng nhờ tất cả cô chú anh chị, những bà con cô bác, đặc biệt là những ông chủ bà chủ ở trọ, nếu có phát hiện được chị này ở đâu thì báo giùm cho anh em để anh em biết được cái thông tin để giúp khuyên chị gái này sớm quay trở về nhà. Rồi chú chúc ba con thật nhiều sức khỏe. Dạ. Và cái điều đặc biệt là mẹ có các con sớm quay trở về để yêu thương các con nha. Dạ. Cố gắng nha các con, cố gắng nha. Dạ.